Hiện tại thì tất cả các mẫu áo, hoodie và sweater trên Trung Quốc đang được giảm giá 10% nếu bạn nhập cái mã này vào. Còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc áo, một cái figure để cuộc sống thật là vui, đừng như thằng Khang kia bị đút kem mồm. Ở phần 1, chúng ta đã được theo dõi hành trình đầy cảm xúc của Santiago Muñez. Từ một cậu nhóc ở dưới đáy xã hội, Santi đã vươn lên trở thành cầu thủ số 1 của Newcastle. Không phải thủ môn nhá, nhưng với tài năng lớn như vậy, liệu cậu sẽ dành cả sự nghiệp cho một đội bóng hạng trung ở ngoại hạng Anh hay sẽ vươn tầm trở thành siêu sao túc cầu thế giới? Câu trả lời sẽ có trong Go 2. Bộ phim bắt đầu với trận đấu giữa hai kình địch Barcelona và Real Madrid. Barca với Messi thời xuân thì và quan trọng nhất là Ronaldinho đã đánh bại một Real toàn những siêu sao, bao gồm cả một người quen đó là Gavin, bạn thân của Santi, đang là một thành viên của giải ngân hà Galacticos ở nước Anh xa xôi. Santi đang xuất hiện nhiều hơn trên các mặt báo. Anh vẫn giữ thói quen chạy bộ hàng sáng thủa nào, chạy bộ xong xuôi, cậu nhóc Mexico trở về ngôi nhà đẹp đẽ, nơi cô y tá đang chuẩn bị cho lễ cưới của họ, viên hết cả mãn. Tối đến, đương nhiên là phải dùng bữa tối. Khi cả nhà đang cười phớ lớ vì sắp có người kết hôn, thì Glenn bước tới, nhân tiện thì ông giờ đã là người quản lý của Santi. Giải thích một tí là người quản lý của cầu thủ, có trách nhiệm cho các vấn đề chuyển nhượng, quảng cáo. Glenn nói rằng Real Madrid muốn anh, Santi vui như bố đẻ em bé. Vì Real là câu lạc bộ truyền thống bậc nhất làng túc cầu, Santi về nhà kể mọi chuyện với cô y tá của đời mình, rằng anh sẽ sang Nhật để gặp mặt và đàm phán hợp đồng dù anh đang là ngôi sao số 1 của Newcastle, đáp chuyến bay xuống Nhật. Xung quanh toàn là phóng viên, ê, thì ra, Real năm nào cũng du đấu ở Nhật, giá trị thương mại là chính. Ngoài ra, còn để mua áo trùm cuối, Santi sau đó có cuộc gặp mặt thân mật với chủ tịch Real Madrid, ông Pires. Cuộc đàm phán kết thúc với bữa tiệc rượu. Glenn vẫn chưa đồng ý với bản hợp đồng của Real. Gavin ôm trầm lấy bạn mình, tự tin rằng sẽ không cầu thủ nào có thể từ chối đội bóng áo trắng. Nhưng bài học về Michael Owen vẫn còn đó. Thần đồng nước Anh đã đến đội bóng thủ đô và mài đũng quần trên ghế dự bị. Quan trọng hơn là Santi mới mua nhà ở Anh. Chàng trai trẻ muốn ổn định cuộc sống hôn nhân với cô y tá, nhưng sau cùng Santi vẫn chấp nhận tới Real, mặc cho cổ động viên Newcastle gào thét tên anh ở sân bay khi họ trở về. Anh đến tìm cô y tá, thuyết phục cô đến Tây Ban Nha với anh, mặc dù cô đã sống ở Newcastle cả đời. Cô y tá vì tình yêu, chấp nhận phiêu lưu đến vùng đất lạ lẫm cùng vị hôn phu. Sáng hôm sau, họ đã có mặt ở Tây Ban Nha. Santi có cuộc họp báo đầu tiên ra mắt câu lạc bộ mới. Tin tức về phi vụ đổi Owen lấy Santi lan khắp mặt báo. Ở một nơi ổ chuột, có một người phụ nữ một con theo dõi Santi chăm chú trên TV. Bà ta chính là mẹ ruột của Santi đó. Trong khi Santi có buổi tập đầu tiên với đội bóng, ở một sân phủ toàn cát, em trai khác cha của cậu cũng đang chơi bóng đầy cuồng nhiệt. Cuối tuần, Real có trận đấu tại vòng bảng Champions League. Santi ngồi dự bị sau nhiều cơ hội ngon ăn, nhưng Real vẫn không ghi được bàn thắng. Huấn luyện viên trưởng quyết định tung chàng trai Mexico vào sân thay cho chính người bạn thân của anh. Beckham thực hiện một cú phạt góc chuẩn mực. Santi đỡ ngược một nhịp rồi tung cú sút ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chẳng bù cho em trai của mình vẫn đang đi ăn các vặt part time. Nhưng điều này sẽ sớm thay đổi vì bóng đá có trong gen của cậu bé. Sau trận đấu, đôi bạn Santi và Gavin có bữa ăn linh đình. Gavin bảo rằng dạo này ngoài chơi bời thì cũng nghĩ đến đầu tư một vườn nho ở Pháp, một phi vụ nghe đáng yêu đấy chứ. Thời gian trôi qua, Santi vẫn ghi bàn son son. Hôm đó là sinh nhật của Gavin, bọn họ có mặt trong một bữa tiệc đầy sang trọng. Sang trọng thật khi có sự xuất hiện của một người mẫu nhà đài. Ánh mắt cô ta hướng đến Santi, có gì đó không bình thường. Thì ra là muốn mời anh đến chương trình TV của mình. Santi từ chối, điều đó khiến người mẫu hơi cay. Về nhà, cô y tá có chút ghen, nhưng biết sao giờ, tính chất công việc mà. Ngoài vấn đề đấy ra thì họ mới tậu thêm căn hộ tráng lệ nữa ở Madrid, có hai người. Nhưng 9 phòng ngủ, nội thất thì xa hoa vì chủ cũ là kiến trúc sư. Cuộc sống của Santi ngập tràn màu hồng và phêm nữa, thế nên là ký cho các fan nhí, trừ em trai mình. Cô y tá lúc này thì sao? Mẹ của cô gọi và khuyên con gái đú đởn lên tí, filler các thứ, không là mất chồng như chơi. Nhưng cô chỉ quan tâm đến việc học tiếng Tây Ban Nha mà không chịu học đánh vần ớ với Santi. Sáng hôm sau, cô y tá về anh một mình vì Santi phải tập trung với đội bóng. Cô người mẫu nhà đài một lần nữa lại mời chào, muốn Santi xuất hiện độc quyền trên show của cô. Chàng trai ngờ nghịch lúng túng vì cả đời chỉ biết bóng đá chứ quan tâm gì máy quay với truyền hình. Ở nước Anh hơi xa, cô y tá đang sơn nhà tiền hôn nhân của hai người. Mẹ của cô nói rằng sơn đẹp đấy, nhưng nghĩa lý gì khi chỉ ở một mình. Bà nói thêm Tây Ban Nha thì không xa, nhưng lòng người thì có. Mệt thật, nhưng Santi thì mệt hơn vì lại được tung vào từ ghế dự bị thay cậu bạn thân và ghi bàn. Lần nào cũng vậy, Gavin cũng buồn chứ, già rồi, đang mất dần phong độ. Người chuẩn bị thay thế mình lại chính là bạn mình nữa. Santi gặp huấn luyện viên, thổ lộ mình muốn được đá chính, nhưng ông nghĩ rằng cậu nên kiên nhẫn. Báo chí đổ thêm dầu vào lửa khi liên tục so sánh hai người bạn. Phong độ cao giúp Santi mua xe lam, nhưng cô y tá đang buồn vì bệnh nhân cô vừa đưa tang. Hai người bỗng có thêm tham để tạo khoảng cách sau một buổi tập hì hục với bóng. Đang lái con lam bò mới mua về thì bị một thằng cu chặt xe. Ôi chú choa, chính là cậu em trai thất lạc. Thằng cu gào lên rồi ném ảnh mẹ nó hồi trẻ vào con xe đắt tiền. Santi tự nhiên bị khó xử, thêm khó ở vì bây giờ phải đi quay quảng cáo một hãng tofu tuyệt hảo của Nhật. Nhưng buồn nôn thì vơ lơ, Santi ba máu sáu cơn gọi cho Glenn, bảo ông rằng anh thà mặc xịp uốn éo còn hơn nhai cái này. Về đến nhà, Santi hơi vui một tí khi thấy cô y tá ăn uống xả hơi thì bà gọi tới. Thì ra bà biết con dâu ở đây mà giấu cháu. Tâm lý của Santi bất ổn trông thấy, nó đương nhiên ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của anh.
anh vào bóng nguy hiểm trong một trận đấu và nhận thẻ đỏ. Gavi ngồi trên ghế dự bị, nở nụ cười dành cho bản thân, vì chỉ sau đó vài phút, chính anh ta mới là người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Santi ngồi ở một quán rượu và mừng cho bạn. Xem lại gặp ai ở đây này? Người mẫu truyền hình, và chắc chúng ta đều biết cô ta muốn gì nhỉ? Chắc là một chiếc áo của trùm cuối. Maybe. Chưa biết có lợi lộc gì không, nhưng tại bữa rượu đó, Santi bị muộn chuyến bay với đội vào sáng hôm sau. Anh còn gọi người yêu là con đần, tổn thương sâu sắc. Santi đánh bắt một chuyến bay khác để đến Na Uy. Real có một trận làm khách với thời tiết siêu cực đoan như tâm trạng của nhân vật chính. Huấn luyện viên còn cho anh mài đít trên ghế dự bị, chắc trừng phạt cho chiếc thẻ đỏ và kỷ luật. Santi trở nên cáu bẳn. Dù Glenn vượt nhiều dặm đường để đến đây, Santi quyết định sa thải ông vì cần một người luôn có mặt ở Madrid hơn là một cựu cầu thủ bóng đá giờ sửa xe ở Newcastle và cũng là người đã lôi anh từ đáy xã hội lên. Về đến nhà, Santi cô quạnh trong căn hộ 9 phòng ngủ. À không, bạn thân anh Gavin muốn ngủ nhờ. Vườn nho của anh hẳn là có vấn đề rồi. Một ngày đẹp trời, hai người bạn nô đùa với nhau trong gara. Santi nói về cô bạn gái giận dỗi nên thấu hiểu và vị tha hơn. Gavin thì không thể đồng tình với biểu tượng tình dục Latin đầy danh vọng này được. Nô với đùa khiến Santi ngã vào đống xe đạp. Dù chấn thương nhưng huấn luyện viên nhất quyết không cho chàng trai Latin về nhà dịp Noel. Điều này khiến cô y tá buồn, cô cũng không muốn đến Madrid nữa vì 9 phòng ngủ lau xong sẽ thoát vị. Trái tim hai người như càng xa thêm. Hai triệu phú bóng đá cứ thế gặm nhấm sự cô đơn ở Tây Ban Nha. Cho đến khi họ tham gia bữa tiệc cao đao năm mới đầy thượng lưu, thật không bất ngờ khi ở đây có cả người mẫu truyền hình. Hết ném nho Santi, cô ta chuyển sang mớm nho bằng mồm cho anh. Cả hai hòa quyện vào nhau trong vị nho ngọt ngào. Chỉ buồn cho vườn nho của Gavin. Sáng hôm sau, Santi đón em trai mình ở khu ổ chuột, đèo nó về nhà, thế là nó cuỗm luôn cái túi. Mẹ nó cáu quá, cấm thằng em đến gần thằng anh. Thời gian Santi chấn thương, Gavin thi đấu càng thăng hoa. Báo chí thì lại bắt đầu thêu dệt về chuyện tình của Santi, khiến anh cáu càng thêm gắt. Trong một bữa tiệc đêm, thằng em trời đánh cuỗm con Lambo của thằng anh. Santi tức tốc đuổi theo, đến nơi chỉ thấy con xe nát bươm. Tay phóng viên thêu dệt chuyện tình cảm lại quay được cả vụ tai nạn này. Santi đưa em trai đến bệnh viện, cảnh sát điều tra anh về vụ tai nạn. Tay phóng viên ở ngoài chụp lấy chụp để, bực tức dồn nén vào cú đấm. Santi in nó lên mặt tay phóng viên. Cảnh sát nhanh chóng khống chế tình hình. Santi gọi cho Glenn cầu xin sự giúp đỡ của ông, nhưng bị ông từ chối. Chàng triệu phú bóng đá sẽ phải đối mặt với án đấm phóng viên một mình. Còn chưa kịp trấn an, cô y tá gọi điện mắng mỏ anh vì lừa dối. Tấm ảnh Santi và người mẫu truyền hình môi gần nhau đầy các tạp chí. Dù cố gắng giải thích nhưng chỉ vô ích. Santi có chuỗi ngày cô đơn nhất trong lịch sử nhân loại. Chấn thương cuối cùng cũng hồi phục. Anh quay trở lại với bóng đá. Thứ duy nhất lúc này không bỏ rơi mình đó là trận bán kết C1 để nghẹt thở khi đội bạn thân đều ghi bàn đưa đội bóng hoàng gia vào chung kết. Một chiều mát mẻ, Santi thấy đội dọn vườn nhà mình. Chợt nhớ về những năm tháng tuổi thơ, anh quyết định đến gặp mẹ. Bà nói cho anh biết lý do rời đi năm đó có liên quan đến từ dâm. Sự nhục nhã này đến giờ mới được sáng tỏ. Santi tha thứ cho mẹ mình, cũng là cho mình thêm cơ hội để hạnh phúc. Santi trở về căn hộ 9 phòng ngủ, nhưng có vẻ ít phòng tắm. Gavin đang tắm giờ. Anh nói với Santi về việc mình đang lão hóa, hợp đồng thì sắp hết, vườn nho thì bị bịp, hoàn toàn vô định về tương lai. Và thế là Santi đi gặp mặt huấn luyện viên. Anh muốn ông sử dụng Gavin trong trận chung kết C1. Ngày đó cũng đã tới. Santi nói hết lòng hết dạ với cô y tá qua hộp thư thoại. Họ bước vào trận chung kết với Arsenal. Đó là một tình huống mất bóng đầy nguy hiểm của Gavin. Anh buộc phải phạm lỗi với Harper. Arsenal được hưởng một quả penalty. Harper chính là người bước lên và thực hiện thành công 1-0 cho Arsenal. Cú treo bóng của Antonio Reyes. Henry đánh đầu, bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Rất may mắn cho Real Madrid. Arsenal càng thi đấu càng hay, nhưng tài năng của Iker Casillas khiến tất cả chỉ dừng lại ở cơ hội. Hiệp 2 bắt đầu, Santi được tung vào sân, chơi ngay ở dưới Gavin, nhưng tất cả những gì họ nhận được là một tình huống thoát xuống, dứt điểm đầy lạnh lùng của Henry. 2-0 cho Arsenal. Thế trận ngày một tệ về Real, khi Arsenal được hưởng một quả phạt đền sau tình huống thoát xuống của Lundberg. Không vào! Bóng đập sang ngang tạo ra cơ hội phản công rõ rệt cho Real. Gavin là người được chọn. Một cú dứt điểm rất quyết đoán, tỷ số là 2-1. Khi trận đấu bước vào những phút cuối, một tình huống treo bóng lên của Carlos. Santi bắt vô lê tuyệt đẹp đưa trận đấu trở về thế cân bằng. Tiếp theo, Santi bị phạm lỗi ngoài vòng cấm. David Beckham bước lên, thực hiện pha sút phạt sở trường của mình. Cú cớ lòng hoàn hảo xé tan lưới của thủ môn Lerman lần thứ 3, mang lại chiến thắng 3-2 nghẹt thở cho đội quần áo trắng. Tôi là Châu Ệ Linh, đừng quên đăng ký cho các kênh của The Reviewer. Còn bây giờ thì, see ya! À, mua áo trùm cuối nữa nhá.